500 năm trước, ở cuối thời đường, thiên hạ đại loạn yêu quái thì xuất hiện khắp trần gian, hoàng đế thì mê muộn muốn thành thần tiên, quốc sư Thái Ân chân quân nhiều lần bị thất bại khiến hoàng đế rất tức giận, và quốc sư ép bách tính hàng ngày bắt rắn để tu luyện đạo Pháp và để lấy lại sự tín nhiệm của hoàng đế. Ở đây có một cô gái, tên cô ta là Bạch Xà, cô là một con Bạch Xà đã tu luyện hàng ngàn năm và đã trở thành người, vì bất bình trước quốc sư dùng rắn để tu luyện nên cô đã nhận lệnh của sư phụ đến để ám sát quốc sư kế hoạch là dùng chiếc châm mà sư phụ giao để ám sát quốc sư nhưng công lực của quốc sư rất mạnh cô không thể nào ám sát được thái sư bên cạnh quốc sư phát hiện và giao đấu với cô ma thuật và công lực của thái sư cũng hơn cô rất nhiều khiến cô rất khó khăn trong chiến đấu sau một hồi giao tranh lâu thì cô đã bị thất bại và cô đã bị thái sư đánh bay xuống một con sông khi tỉnh lại thì cô thấy mình ở trong một căn nhà nhỏ và cô không còn nhớ chuyện gì thậm chí cô quên cả bản thân mình là ai ngôi làng nhỏ này là nơi được quốc sư điều động đi bắt rắn hàng ngày ngay lúc đó có một anh chàng tên là hứa tiên đang đi bắt rắn về không biết là vô tình hay cố ý anh lao tới ôm choàng lấy cô sau đó cô mới biết chính hứa tiên đã nhìn thấy và cứu mình trong đêm hôm qua hứa tiên dẫn cô đi chơi quanh núi anh dẫn cô đến ngôi nhà mà anh sống ở trên vách núi nhưng đột nhiên chú chó của anh trượt chân và rơi xuống vách núi bạch xà ngay lập tức dùng phép thuật của mình để cứu chú chó lên sau đó hai người cùng nhau lên núi để ngắm cảnh trần gian hứa tiên khoe với cô có một thác nước rất đẹp và anh hay tắm ở trên đó bạch xà liền lên xem nhưng đột nhiên đầu cô nhớ lại một ký ức gì đó ký ức hiện ra nhưng cô cũng không rõ nó là cái gì hứa tiên quay sang gọi cô làm cô giật mình đánh bay hứa tiên xuống vách núi cô hốt hoảng chạy theo để cứu hứa tiên nhưng may thay trong khi hai người đang lãng mạn thì đột nhiên một con rắn xanh xanh đen đen vô duyên cản đường nhào vô tấn công hai người sau khi giết được con rắn thì cũng bị mất phương hướng nhờ vào chiếc châm của bạch xà mà hứa tiên đã ngạng lại vách núi bạch xà sau khi cầm vào chiếc châm thì đột nhiên cô bị sức mạnh của chiếc châm hạ gục và cô bị ngã xuống núi hứa tiên xuống tới nơi thì thấy bạch xà đang bị hai thằng lính lại gần và tấn công cô sau đó hứa tiên dùng gậy bắt rắn đánh bại hai thằng lính để cứu lấy bạch xà anh đánh thắng cũng không biết tại sao mình lại thắng luôn vì bạch xà không rõ lai lịch nguồn pháp thuật cũng không rõ và vô tình nhìn thấy trên chiếc châm của bạch xà có khắc chữ bảo thanh Hứa tiên sau một hồi suy nghĩ thì cách đây vài dặm có một xưởng bảo thanh chuyên làm các loại bảo vật cho giới yêu cũng như con người. Và hai người thử đến đó hỏi nguồn gốc xem có phát hiện được gì không. Ngay lúc đó người của quốc sư đến ngôi làng của hứa tiên, vì nghe được chuyện có người lạ vào làng từ hai tên lính hồi chiều và đến để bắt bạch xà, sau đó hứa tiên sách theo chú chó và chạy trốn cùng bạch xà. Ở hang động của xà tinh, con rắn xanh xanh đen đen vô duyên không hiểu tại sao vẫn còn sống và đến được hang động của sư phụ, và hắn đã độn câu chuyện với sư phụ và các đồng môn rằng Bạch Xà đã bỏ môn phái để theo trai, ngay lúc đó sư phụ điều người đi giết Bạch Xà, nhưng Tiểu Thanh xuất hiện và đã nói với sư phụ ban cho, Liệt Dương đoạt hồn lân và hứa với sư phụ trong ba ngày sẽ đưa được Bạch Xà về, nếu không cơ thể sẽ đứt đoạn mà chết. Hứa tiên và bạch xà hai người chạy trốn cùng nhau, trên đường chạy trốn hứa tiên còn hát có bạch xà nghe, và bạch xà rất thích nghe hứa tiên hát hai người có vẻ như rất hợp khi ở gần nhau không lâu sau đó có một chiếc thuyền chặn đầu thuyền của hứa tiên lại và hắn chính là đồng môn của bạch xà ngay sau khi thấy bạch xà ở cùng người trần hắn biến thành rắn rồi lao đến tấn công dồn dập bạch xà chỉ biết né chạy lúc nguy hiểm nhất hứa tiên dùng thân mình đỡ cho bạch xà bạch xà tức giận dùng hết công lực của mình hóa thân thành rắn bạch rồi cắt hắn làm đôi rồi xong sau cuộc chiến tiểu bạch cũng mất hết sức lực sau khi lên bờ người của tiểu bạch lạnh như băng, hứa tiên lúc này đã biết cô là yêu quái nhưng anh cũng không thể bỏ mặc cô, và anh đã dùng thân của mình để sưởi ấm cho tiểu bạch. Ngày hôm sau cô tỉnh lại trong vòng tay của hứa tiên, lúc này cô đã nhận ra mình là yêu quái. Nhưng hứa tiên dường như không quan tâm cô là yêu hay người vẫn coi cô là một cô gái tốt sau đó hai người đến bảo thanh đường tìm ra nguồn gốc của chiếc châm chủ nhân của bảo thanh đường đã tiết lộ chiếc châm này vốn dĩ không phải của tiểu bạch mà là của người khác và nó đang hấp thụ pháp lực của tiểu bạch để tu luyện và chiếc châm hiện giờ cũng đang hấp thụ một phần ký ức của tiểu bạch <laughs> sau khi ra khỏi bảo thanh đường không bao xa thì xuất hiện một con rắn cản đường và tấn công ngay sau khi đấu công lực thì tiểu bạch đã nhận ra tiểu thanh tại ngôi miếu hoang tiểu thanh đã nói tất cả về việc sư phụ giao nhiệm vụ ám sát quốc sư và trao cho cô chức trâm ngày sau đó vì căm hận kẻ bắt rắn và loài người tiểu thanh đã tấn công và đòi giết ngứa tiên vì chạy trốn tiểu thanh cho nên hai người đã lạc vào một hang động rất kỳ lạ ở trong hang động này đầy rẫy những mật thất và cạm bấy đi được một đoạn thì đột nhiên tiểu thanh bị trước bẫy bắt yêu rất lợi hại tấn công cô và may thay hứa tiên đã cứu cô thoát được khỏi trước bẫy sau khi chạy đến nơi an toàn hứa tiên rót mật ngọt vào tay của tiểu bạch và đêm hôm đó tiểu bạch đã trao thân cho hứa tiên sau khi làm chuyện ấy ấy xong thì đi ra ngoài gặp tiểu thanh vì chờ lâu tiểu thanh đá chú chó một phát sau đó tiểu bạch vì không muốn làm hại hứa tiên nên đã nói những lời như là yêu quái và người không thể đến được với nhau vân 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 nhưng trong lòng rất đau vì yêu hứa tiên thật lòng Hứa tiên ôm choàng lấy cô từ phía sau và nói với cô sẽ có cách để được bên nhau. Hứa tiên quay lại bảo thanh đường tìm cách để được ở bên tiểu bạch, và hứa tiên đã đồng ý trao đổi tinh khí của loài người để trở thành yêu, khi đó yêu và yêu sẽ được ở bên nhau. Khi tỉnh lại hứa tiên đã trở thành yêu, và có thêm một cái đuôi của chú chó gắn vào, anh rất vui mừng và vì trở thành yêu anh cũng chạy nhanh hơn trước rất nhiều. Ngay lúc này, thái sư đến để thu nạp tiểu thanh, và tiểu bạch, họ đã nảy sinh một cuộc chiến lớn, hai bên có sức mạnh ngang nhau, Tiểu Bạch dùng đuôi cật chết thú cưỡi của hắn. Cho đến khi Thái sư dùng Thiên La Địa Võng thì Tiểu Bạch và Tiểu Xà đã bị bắt. Tiểu Bạch điều khiển chiếc châm để hành sát hắn, nhưng Thái sư ngu đã cầm vào chiếc châm và bị Tiểu Bạch hút hết linh lực đã tu luyện bấy lâu nay. Hứa Tiên vui vẻ quay lại để tìm Tiểu Bạch, nhưng lúc này vì hút linh lực của tên thái sư hiện giờ Tiểu Bạch đã trở thành hình một con mãng xà to lớn. Vì nhận ra Hứa Tiên, nên Bạch Xà đã rời đi tiểu thanh tiết lộ với anh rằng bạch xà đang đến xà thôn để tàn phá ngôi làng của anh lại là con rắn xanh đen vô duyên đó hắn nhìn thấy thuyền của quốc sư cũng đang đến xà thôn để bắt bạch xà nhưng hắn về lại kể với sư phụ rằng bạch xà câu kết với quốc sư đã cúi đầu làm thuộc hạ của quốc sư làm sư phụ tức giận và khởi nghĩa chiến tranh ở xà thôn giúp phản đồ đạo sĩ hứa tiên đã đến để ngăn cản bạch xà đến xà thôn sau khi nhìn thấy hứa tiên vì mình mà đã chuyển đổi thành yêu Tôi đã lúc này bạch xà cũng đã mềm lòng vì không chú ý nên quốc vương đã dùng một chiếc bẫy để bắt bạch xà và hứa tiên thanh xà thấy chuyện bèn lao vào nhưng cũng bị bắt nốt vì thanh xà lẻo mép dụ quốc vương hút linh lực của mình quốc vương liền hút cạn linh lực của thanh xà và hút luôn cả liệt dương đoạt hồn lân nhưng quốc vương đẩy nhẹ cái là liệt dương đoạt hồn lân bay ra hết ngay lúc đó sư phụ cũng đến, sư phụ dùng kỹ năng đặc biệt phi một con rắn xanh ra chiến đấu, quốc sư cũng xuất chiêu hóa thành một con hạc khổng lồ rồi gầy nhẹ cái sư phụ rắn đập vào vách núi. Lúc này Bạch Xà đã thoát khỏi trước bẫy và cùng sư phụ chiến đấu với tên quốc sư kia. Thanh Xà nhanh trí đánh úp quốc sư, dùng chiếc châm đâm quốc sư từ phía sau, quốc sư mất đi sức mạnh và đã bị đánh bại. tiểu thanh trả lại sư phụ trước châm, ngay sau đó bà lật mặt như bánh tráng, bèn hút hết linh lực của tiểu thanh, sau đó bà lại biến ra con rắn to khổng lồ để bà hấp thụ hết đồng bọn và đệ tử của bà để bà biến thành rồng. Bà xả yêu tham lam hút hết linh lực của tiểu thanh và còn định ăn thịt tiểu thanh, hứa tiên thấy thế bèn kích hoạt trước bẫy để ngăn cản mụ ta. Sau đó hứa tiên bế tiểu bạch chạy thoát, nhưng quốc vương dùng hơi thở cuối cùng để kích hoạt khốn yêu trận và tất cả không thể chạy ra ngoài ở trong khốn yêu trận tất cả hồn phách của yêu sẽ bị hấp thụ những yêu nhỏ bé có tu vi càng nhỏ có khả năng sẽ bị hấp thụ càng cao những người dân đang cố phá trận ở bên ngoài để cứu hứa tiên nhưng hứa tiên đã hứa tiên đã bị đóng băng vì quá lạnh nhưng anh vẫn ôm tiểu bạch ở trong lòng hứa tiên đang bị khốn yêu trận hấp thụ tất cả khiến anh hồn tiêu phách tán tiểu bạch cố giữ anh ở lại nhưng vì khốn yêu trận quá mạnh và mang anh đi trong khoảng khắc đó Tiểu Thanh dùng tia linh lực cuối cùng để bảo vệ hồn phách của Hứa Tiên bởi chiếc châm và cô cũng phải đánh đổi ký ức của mình bị phong ấn trong chiếc châm đó. Tiểu Bạch đã tu luyện 500 năm nay còn một chút nữa là đắc đạo thành tiên, nhưng cô lần nào cũng không thể đột phá, cô luôn tự hỏi, trong lòng của cô tại sao trống rỗng, tại sao mỗi lần đột phá là tất cả lại loạn lên, rốt cuộc là tại sao? <laughs> tiểu thanh lúc này thấy vậy đã đưa chiếc châm cho cô và phong ấn đã được mở rồi tất cả ký ức của cô và hứa tiên đã ùa về từ 500 năm trước sau khi tiểu bạch lấy lại được ký ức vì biết hồn phách của hứa tiên vẫn còn nên đã đầu thai chuyển thế cô quyết định bỏ cái thứ đắc đạo thành tiên và xuống trần gian để tìm hứa tiên cô tự nhủ rằng cho dù có mất đi hàng ngàn năm đạo hành cô cũng phải đi tìm hứa tiên đoạn cuối của phim hứa tiên và tiểu bạch đã gặp nhau Bộ phim đến đây là hết. Nếu các bạn thấy bộ phim này hay nhớ cho Rio một like và một đăng ký để lấy động lực làm tập phim tiếp theo nhé. Nếu các bạn muốn Rio tóm tắt bộ phim nào thì hãy bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Rio đây. Nếu các bạn thấy phim hay thì ấn like đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bạn mọi người vui vẻ. <laughs> bye bye mọi người